Đến 0 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2018, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã cơ bản dập tắt được đám cháy ở hai công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Trường Minh và Hải Hùng Phát ở khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 27 tháng 2, đám cháy bùng phát trong kho chứa mùn cưa dăm bào của hai công ty nằm sát nhau, không có vách tường ngăn cách. Khi đám cháy bùng phát, một công nhân trực ở kho phát hiện đám cháy đã liều mình chạy vào trong để ngắt nguồn điện và máy móc đang chạy thì bị ngọn lửa táp phải gây bỏng nặng. Một công nhân khác dùng bình cứu hỏa và ống dẫn nước leo lên mái nhà xưởng để dập lửa thì bị trượt chân té ngã, bị thương nặng. Sau đó đám cháy bùng phát ngày một lớn, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do hai công ty này nằm sâu trong đường hẻm rất nhỏ và trời tối không có đèn đường, dẫn đến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất hơn 2 giờ, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy mới cơ bản dập tắt được ngọn lửa. Nhưng ở phía trong nhà xưởng chứa mùn cưa, dăm bào vẫn còn cháy âm ỉ. Hai công nhân bị thương đã được đưa đến một bệnh viện ở gần nơi xảy ra vụ cháy để cấp cứu. Hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại của vụ cháy. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.